hậu đám cưới Minh Hằng, Diệu Nhi mất tóc giả, Khả Như lo giữ dép, trâm cuối không làm netizen thất vọng. Sau màn chụp ảnh xinh đẹp sang chảnh chúc phúc cho cô dâu tháng 6, dàn sao đình đám VBiz đã quay xa, quẩy hết mình cùng cô dâu. Sau lễ cưới diễn ra vào buổi chiều ngày 18 tháng 6, nhiều hình ảnh của dàn sao đình đám trong đám cưới Minh Hằng vô tình lộ ra ngoài. Hàng loạt tình tiết hài hước và lầy lội khiến netizen không khỏi bật cười. Diệu Nhi đã may mắn bắt được bó hoa cưới từ cô dâu Minh Hằng. Cộng đồng mạng đồng loạt gọi tên anh Tú và cho rằng nữ diễn viên sẽ là cái tên tiếp theo vào hội cô dâu đình đám của VBiz. Nhưng chỉ ít giờ sau đó, Diệu Nhi không làm netizen thất vọng với biệt danh Thánh Lầy khi cô liên tục tố bị đồng nghiệp xô xuống nước đến mức tuột cả tóc giả. Không chỉ mỗi Diệu Nhi, Khả Như là cái tên thứ hai cùng với những hình ảnh lầy lội không kém sau màn vui chơi hết mình. Hình ảnh này được chính chủ đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái kêu cứu thảm thiết khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Nhiều fan hài hước còn hỏi thăm đôi dép của cô nàng liệu còn nguyên vẹn. Khả Như liền đính chính, về giặt phơi liền mà nói không ai tin. Đăng kèm trạng thái đó là bức hình nữ diễn viên đang quấn khăn tắm, nhìn đôi dép vừa giặt xong, netizen thích thú. Nhưng tấm hình này chắc hẳn bé mèo đã quẩy sắc hăng tối qua nên giờ vẫn chưa lại sức. Nói về đội chịu chơi thì chàng MC quốc dân Trấn Thành chưa bao giờ lép vế xuất hiện trong tiệc cưới thiếu bóng dáng bà xã Harry Won, nhưng nam MC vẫn cực kỳ bảnh bao trong trang phục vest thanh lịch. Tuy nhiên, sau khi được sự đồng ý của chủ bữa tiệc, Trấn Thành đã thay bộ đồ ngắn để quẩy thoải mái hơn cùng hội bạn. Netizen cho rằng MC quốc dân đã rút được kinh nghiệm từ đám cưới của đồng nhi ông Cao Thắng nên đã thay đổi đồ từ đầu để không tàn tạ sau bữa tiệc. Dù vậy, trang phục của Trấn Thành lại khiến không ít fan buồn cười vì độ tréo ngoe của nó với tiệc cưới sang chảnh đang diễn ra. Có fan cho rằng ông Thành mặc thế xíu đi tắm biển khỏi lạc ấy mà, hay chết cười với trang phục có 102, uổng công bé heo thông báo red code trước để nhờ quẩy thì còn ai biết gì nữa đâu. Không chỉ có dàn khách mời quẩy cực xung trong đám cưới của Minh Hằng mà chính chú rể cũng đã vui hết mình trong đám cưới. Dù đã căn dặn các khách mời không đăng ảnh cận mặt chồng, nhưng cuối cùng chân dung của ông xã nữ ca sĩ vẫn tràn ngập khắp mạng xã hội. Loạt hình ảnh chồng Minh Hằng quậy đục nước trong đám cưới của mình. Trong tiệc giải đầm, ông xã của cô ướt nhẹp như bao nghệ sĩ bị quăng xuống hồ. Từ khoảnh khắc này, anh đã để lộ cả thân hình thực sự ở ngưỡng U50. Ai nãy bất ngờ vì vẻ ngoài cao ráo và body của chồng Minh Hằng. Có vẻ như anh cũng đã tích cực tập luyện thể thao mới có được một hình thể này. Được biết ông xã Minh Hằng tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, anh là phó tổng giám đốc một công ty dệt lớn ở Long An. Nam doanh nhân và Minh Hằng đã có 6 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về nữ kia, nữ ca sĩ cho biết người ấy là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.